Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ tư bàn về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trong 3 số đối thoại trước thì chúng tôi đã trả lời các câu hỏi của quý vị khán giả liên quan tới những yếu tố kỹ thuật của dự án này, liên quan tới công nghệ, vận tốc, hướng tuyến và rất nhiều các câu hỏi khác. Và trong số đối thoại tuần này, chúng tôi tiếp tục cùng các khách mời của trường quay đối thoại bàn luận về một chủ đề mà chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều quý vị khán giả liên quan tới dự án này, đó là vốn và phân kỳ đầu tư. Thưa quý vị, theo báo cáo nghiên cứu giữa kỳ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam của liên danh tư vấn Teddy Trick và Teddy Sao thì tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 58,7 tỷ đô la Mỹ so với con số là 55,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư được đưa ra trong báo cáo đầu tư chính phủ chính quốc hội vào năm 2010. Và báo cáo giữa kỳ cũng đưa ra các phương án phân kỳ vốn và huy động vốn cụ thể hơn so với trước đây. Thì đây cũng là những nội dung mà chúng tôi sẽ bàn luận cùng các khách mời trong số đối thoại tuần này. Tham gia chương trình đối thoại, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Đào Huy Giám, Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Ninh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Viện Quản trị Tinh gọn GKM. Tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và chia sẻ với chúng tôi những thông tin liên quan tới vốn cũng như việc phân kỳ đầu tư của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thì trước khi mà chúng ta cùng bàn về chủ đề này thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả và đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Ngày 28 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội thảo báo cáo nghiên cứu giữa kỳ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để hoàn thiện báo cáo cuối kỳ. Theo báo cáo, tổng mức đầu tư dự án ước tính khoảng 58,7 tỷ đô la Mỹ. Liên danh tư vấn đề xuất xây dựng đoạn thí điểm Thủ Thiêm - Long Thành, sau khi vận hành thí điểm sẽ đưa vào khai thác thương mại vào năm 2028 và 2029. Các đoạn ưu tiên dự kiến đề xuất tiếp theo đó là Hà Nội - Vinh, Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh và đưa vào khai thác năm 2032 với tổng vốn là hơn 24,6 tỷ đô la Mỹ, phân kỳ trong vòng 10 năm từ 2020 đến 2030. Tư vấn cũng đề xuất 3 phương án huy động vốn cho giai đoạn này. Phương án 1 dùng hoàn toàn nguồn tiền từ ngân sách cho đầu tư, tương đương với 0,7% GDP một năm từ 2020 đến 2030, tương đương với 24,7 tỷ đô la Mỹ. Phương án 2 nguồn tiết kiệm ngân sách tương đương với 0,3% GDP một năm trong vòng 10 năm, bằng 10,7 tỷ đô la Mỹ và vay ODA 14 tỷ đô la Mỹ từ năm 2025 đến 2030. Phương án 3 dùng nguồn tiết kiệm ngân sách 0,3% GDP một năm trong vòng 10 năm bằng 10,7 tỷ đô la Mỹ, vay ODA 13 tỷ đô la Mỹ từ năm 2025 đến 2030 và kêu gọi vốn tư nhân 1 tỷ đô la Mỹ nữa để mua sắm tàu và khai thác. Liên danh tư vấn cũng đề xuất đồng thời nghiên cứu các cơ chế tài chính theo hướng đối với kết cấu hạ tầng do nhà nước cấp phát, đối với công trình nhà ga, nguồn ngân sách nhà nước cấp phát kết hợp với xã hội hóa thông qua khai thác quỹ đất và dịch vụ. Đối với phương tiện, đầu máy toa xe, xã hội hóa đầu tư hoặc doanh nghiệp vay lại, nội dung này sẽ tiếp tục được làm rõ trong dự thảo báo cáo nghiên cứu cuối kỳ. Cái huy động nguồn lực ấy, chúng ta sẽ hướng tới đa dạng trong huy động nguồn lực với cái khả năng kết hợp giữa cái phần vốn của nhà nước đầu tư những hạng mục công trình hoặc những cái phần mà hỗ trợ cho cái việc là thu hút được đầu tư của tư nhân. Nhưng mà cái hướng tới đó là tư nhân, cũng như là bài học kinh nghiệm trên thế giới, đó là tư nhân đối với đường sắt này thì chủ yếu là đầu tư vào vấn đề đầu máy toa xe và những cái trang thiết bị cũng như là khai thác. Thế còn hạ tầng thì phải sự can thiệp rất lớn của nhà nước trong cái việc phát triển cả cái tuyến như thế này. Trước đó, theo tờ trình báo cáo đầu tư dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ trình Quốc hội năm 2010, thì tổng mức đầu tư của dự án sơ bộ được xác định là hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương với 55,85 tỷ đô la Mỹ. Tỷ giá lúc đó là 1 đô la Mỹ đổi 19.100 đồng Việt Nam. Trong đó, chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng là hơn 589.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 30,8 tỷ đô la Mỹ. Chi phí thiết bị là hơn 183.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 9,5 tỷ đô la Mỹ. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là hơn 34.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ. Chi phí quản lý dự án là hơn 20.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Chi phí tư vấn là hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ, các loại chi phí khác là hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ và chi phí dự phòng là hơn 7,2 tỷ đô la Mỹ. Suất đầu tư bình quân là 680 tỷ đồng 1 km, tương đương với 35,6 triệu đô la Mỹ 1 km. JICA cũng có một nghiên cứu vào năm 2013 và đề xuất thực hiện trước đoạn thử nghiệm Hà Nội - Phủ Lý hoặc Thủ Thiêm - Long Thành và suất đầu tư khoảng từ 31 cho đến 38 triệu đô la Mỹ 1 km.
So sánh suất đầu tư trên cho thấy thuộc loại trung bình của suất đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới. Bắc Kinh Thượng Hải là 24,3 triệu đô la Mỹ một km, Đức là 47,2 triệu đô la Mỹ một km, Hàn Quốc là 52,9 triệu đô la Mỹ và Pháp là 22,2 triệu đô la Mỹ một km. Dự kiến báo cáo tiền khả thi cuối kỳ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ được hoàn thành vào tháng 10 năm 2018 và trình Quốc hội vào năm 2019. Thưa các khách mời, phần tổng hợp vừa rồi chúng tôi đã đưa tới một số thông tin liên quan tới cái báo cáo giữa kỳ và những cái câu hỏi mà quý vị khán giả gửi cho chúng tôi thì rất là nhiều. Tuy nhiên, trước tiên là chúng tôi muốn đặt câu hỏi cho các khách mời ở đây, đó là về cái con số là 58,7 tỷ đô la Mỹ. Thì đây có phải là con số mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà nhắc tới việc là phê duyệt cái dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam này hay không ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Giám ạ. Vâng, cảm ơn chị Phương Chi. Tôi có một cái nhận xét về con số 58,7 tỷ này. Thứ nhất thì theo tôi con số này có thể là không dừng lại ở đây. Bởi vì tôi theo cái cảm nhận về mặt chuyên môn của tôi thì tôi thấy rằng về cái phạm vi mà những vấn đề đưa vào trong tính toán quy hoạch từ hạ tầng cơ sở cứng đến những yếu tố tiện ích hỗ trợ cũng như là các yêu cầu về việc khai thác tác nghiệp thì có thể là có những cái nội dung xét về mặt quản lý và hiệu quả đòi hỏi chúng ta phải quy hoạch mở rộng hơn. Tôi lấy ví dụ như là cái quy mô những nhà ga đầu nối nó rất quyết định đến cái việc là khai thác hiệu quả hay không và cái việc là nó liên kết với vận tải hành khách và vận tải hàng hóa như thế nào. Cái thứ hai mà nói là đặc điểm địa hình của đất nước chúng ta là đất nước địa hình rất phức tạp. Mà theo tôi đọc các cái tài liệu liên quan đến cái khai toán này thì chúng ta dự kiến là xây dựng đường sắt chủ yếu là đi trên cao. Bởi vì qua những địa hình 60% như vậy trên cầu cảng. Và rất nhiều cầu cảng. Cho nên tôi cho rằng là con số này có thể lớn hơn. Nhưng nó lại nhỏ hơn xét mặt tương đối so với cái nguồn lực của chúng ta. Thứ nhất, nếu xét về so với 10-15 năm trước thì lúc đó GDP của chúng ta mới chiếm khoảng độ không tới một nửa cái mức GDP mà chúng ta có thể có vào năm nay hay vào năm 2020. Theo đánh giá của tôi, năm nay chúng ta có một mức GDP là khoảng 230 tỷ đô la Mỹ và năm 2020 có khoảng từ 250 đến 260 tỷ đô la Mỹ. Cái thứ hai là với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm vào khoảng trình độ 7% một năm thì đương nhiên là sau khoảng trình độ 8 năm thì GDP nó tăng lên gấp đôi. Do vậy đến cuối thời kỳ mà chúng ta tạm coi những cái mốc so sánh sẽ năm 2030 thì GDP Việt Nam sẽ nằm trong cái khoảng từ 550 tỷ đô la Mỹ đến 600 tỷ đô la Mỹ. Thế do vậy thì cái tỷ trọng mà khai thác nếu chúng ta khai thác vào trong việc là xây dựng đường sắt này nó có thể không đến 0,7% mà có thể chỉ nằm đến 0,5-0,6% thôi. Thì theo tôi là con số đó với thời buổi hiện tại và cái tính bức bách của cái việc xây dựng hạ tầng cơ sở cho một đất nước ở cái thời kỳ công nghiệp hóa như hiện nay và 10 năm tới thì làm con số tương đối nhỏ và có thể đưa đầu được. Vâng, ông đúng, tôi rất đồng ý với ý kiến của Giám. Bởi vì thực tế là cái vốn đầu tư như vậy đối với một cái dự án mang tính chiến lược cấp quốc gia ở thời kỳ mà chúng ta đang hội nhập tích cực vào quốc tế thì với cái con số như vậy là không phải lớn. Minh hai là tôi cũng đồng ý cái ý là con số này chắc không dừng lại, mà có thể nó sẽ khác đi. Bởi vì là cái dự báo thì tôi cho rằng nó là một khoa học, và cái dự báo thì nó có những cái đặc trưng của nó. Ví dụ là cái tính không chắc chắn, ví dụ nó có cái điểm mù hoặc là có cái sự gọi là cái độ chính xác không cao, nó do nhiều yếu tố khách quan chủ quan rồi các yếu tố khác nó tác động vào. Và cái thời điểm chúng ta dự báo cái nguồn này đầu tư cho dự án đến tận năm 2050 mới với con số là 58 tỷ đô thì tại cái thời điểm mà chúng ta thực hiện cái đó có lẽ có nhiều cái chuyện khác nó tác động vào cái dự án này, và vì thế cho nên cái dự án cái kinh phí chắc là nó không dừng lại. Mà tôi nghĩ là mình phải tính toán kỹ một chút. Ở đây chúng tôi cũng không dám khẳng định là đã chính xác hay là chưa chính xác, thế nhưng mà cũng nên có một cái dự báo làm sao để nó sát với từng cái giai đoạn một để đưa ra con số mà nó phục vụ cho các cái quá trình đầu tư theo giai đoạn một nó tốt hơn. Tất nhiên là con số đó không phải là chính xác hoàn toàn, nhưng mà đây có phải là con số quá lớn để mà chúng ta không thể triển khai được cái dự án này không? Thì giống như là ông Gia vừa mới phân tích thì do với cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta trong cái thời kỳ tới thì chắc chắn là so với tổng cái thu nhập quốc gia thì chắc chắn là không phải lớn. Mà đây là một cái dự án chiến lược, mà nếu chúng ta không đầu tư, không phát triển thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến các ngành lĩnh vực khác, mà do đó nó ảnh hưởng đến cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Vì vậy nó có cái tác động tương hỗ với nhau. Tôi nghĩ rằng cái thời điểm này đầu tư là chính xác, và cái con số này chúng ta không nên nghĩ là nó
nó lớn quá ở cái thời điểm này. Mà chúng ta phân kỳ rồi thì rõ ràng là không lớn, đúng không? Dù có thể nay mai con số này nó có thể tăng lên do quá trình nó tác động hay do cùng biến động nhiều thứ khác thì con số không dừng lại, nhưng mà với một quốc gia, với một dự án chiến lược về mặt quy hoạch thì tôi nghĩ là đấy là không không phải lớn. 58 tỷ đô là có thể chấp nhận được. Vâng, tôi cũng đồng ý với hai ý kiến của vừa phát biểu. Thì trước khi mà nói về vốn thì tôi cũng phải điểm qua một cái tâm thế của cái việc một đất nước mà có một cái đường sắt Bắc Nam như vậy. Tôi còn nhớ là năm 1960 mà Nhật Bản khai thông chuyến Tokyo Nagoya, hơn một nửa dân Nhật khóc. Họ khóc vì họ đi thẳng được từ cái đường gọi là cái tàu gọi là xịch xịch hơi nước mà lên thẳng tàu điện. Và họ khóc là một cái kỳ tích, và nó tạo ra một cái động lực của một cái tâm thế phát triển khủng khiếp, gọi là giai đoạn phát triển thần kỳ của Nhật Bản. Thì cái tâm thế này được phải có một cái sự thấu hiểu. Thứ nhất là chúng ta được gì, mất gì khi mà chúng ta làm cái việc này. Thứ nhất là chúng ta sẽ mất cứ cho là 58 tỷ hoặc nhiều hơn nữa đi, khoảng 60-70 tỷ đi. Nhưng chúng ta được gì cái đấy? Thì tôi nghĩ là rất là mọi người hãy nhìn về cái tâm thế đó. Và vậy thì sau khi mà chúng ta nói là được gì, mất gì, chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ làm thật nó như thế nào. Khi mọi người có một cái tâm thế là làm thật cái việc này thì tiền nó là thật, làm đến đâu cần bao nhiêu, có mấy dự, khi làm thì các bộ ban ngành sẽ vào cuộc và chúng ta có cơ chế giám sát thì làm nó thật, và cái chi phí mà nó gọi là đội vốn hay gì đó nó sẽ rất ít đi. Thì tôi nghĩ là cứ làm thật đến đâu thì báo cáo đến đó, và làm cho nó tốt, làm cho nó cẩn thận để mà khai thác được. Và khi một đất nước có một cái chuyến tàu cao tốc chạy dọc đất nước ấy, nó mang lại một sự thần kỳ cũng như là mang một cái tâm thế rất là vui cho cái nền kinh tế. Và các cái ga tàu nó là nơi sinh hoạt văn hóa, người ta sẽ nói rằng là ra ga đi, chứ người ta không nói là đi công viên. Thì ở ga nó có mọi thứ đấy, và nó có không gian kinh doanh, không gian văn hóa, và cái không gian kinh doanh đấy là một cái nơi mà thu hồi vốn khủng khiếp. Ví dụ như là các siêu thị, nhà hàng, kho cảng, bến bãi trung chuyển và giao lưu văn hóa, du lịch. Thì khi mà chúng ta nghĩ đến vốn và chúng ta phải nghĩ tiếp đến là làm thế nào để thu hồi được vốn đấy. Khi mà chúng ta đầu tư mà không thiết kế mà lại chỉ mỗi cái tàu chạy thôi rồi cùng không nghĩ về những cái nhà ga, không về những cái cách khai thác nó. Thế thì chúng ta chỉ nghĩ đến tiền không thì tôi nghĩ là khó. Mà chúng ta phải nghĩ cái cách thu hồi cái tiền lại, dù có cái đắt hơn nữa, làm nó tử tế. Thì tôi nghĩ như thế. Tôi chia sẻ cái ý của anh Minh ở chỗ này này. Thì tôi cho rằng là cái người đặt vấn đề cho cái đội ngũ tư vấn này ấy, thì có thể là hơi bị cứng nhắc và sợ bị tốn nhiều vốn quá. Cho nên dừng đặt vấn đề chỉ cái đường sắt Bắc Nam từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Xét về mặt kinh tế thì tôi nghĩ rằng có mấy cái điểm như anh Minh như vừa nói là làm thế nào khai thác cho nó có hiệu quả. Thì có mấy cái nhân tố chúng ta phải cân nhắc thêm. Tôi lấy ví dụ nên để mở, để nhà tư vấn có thể nghiên cứu cái việc là từ Hà Nội đến Hải Phòng và Quảng Ninh, lưu lượng hành khách chẳng hạn như Quảng Ninh một năm mấy triệu khách du lịch. Và Hải Phòng thì là cái rốn về mặt hàng hóa chuyên chở cho toàn bộ khu vực Đồng bằng Bắc Bộ này. Ở từ Sài Gòn có thể có cái điểm đi đến Cần Thơ, cũng là về trung tâm của toàn bộ 13-15 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mà chúng ta lại giới hạn cái việc nghiên cứu trong phạm vi này. Vâng. Thế cái thứ hai tôi đã được làm, tôi liên hệ với trường hợp anh Minh thì liên hệ với Nhật Bản. Tôi có thể lấy ví dụ như trường hợp của bên Hà Lan và Đức. Hà Lan người ta làm một cái tuyến đường sắt cao tốc, người ta đi từ cảng Rotterdam đi vào một cái vùng trung tâm của Đức, và người ta tính toán được là một tuần người ta chạy 500 chuyến tàu hỏa. Và mỗi một chuyến đấy chúng ta hình dung được có một toa tàu thì khoảng chừng độ 20-25 cái toa container. Như vậy là cỡ 10-12.000 cái container 40 feet tương đương với 20-25.000 TEU được vận chuyển. Thì rõ ràng là việc tính toán về mặt hàng hóa trong điều kiện hiện nay chúng ta sắp sửa quá tải, kể cả cái đường cao tốc Bắc Nam chưa hình thành lên đã bị quá tải, tôi khẳng định điều đó. Thì cái việc xây dựng một tuyến đường vận tải chiến lược như vận tải đường sắt này của chúng ta, nó sẽ là cái việc là san sẻ phần lớn hàng hóa vận tải với quy mô trên 200 cây số. Thường thì vận tải trên 200 cây số thì vận tải đường sắt đã là cạnh tranh rất tốt với vận tải đường bộ và thậm chí với cả vận tải đường biển. Nó chỉ chiếm khoảng độ ra một nửa giá thành vận tải của đường bộ thôi, và chỉ đắt hơn khoảng 2-3% so với vận tải đường biển không thôi. Vì những yếu tố đó tôi nghĩ rằng là những cái người làm nghiên cứu có tính toán nhưng chưa tính toán một cách đầy đủ đến yêu cầu đó. Cho nên nó sẽ làm cho cái dự án này có thể là
nếu làm tốt và quản lý tốt có khả năng là có lãi chứ không phải chúng ta thua lỗ. Vâng, về hướng tuyến như thế nào thì chúng tôi đã bàn ở các số trước rồi. Thứ hai là sự cần thiết phải có hay không thì cũng đã bàn rất là kỹ rồi, và thậm chí là cấp bách chứ không phải chỉ là cần thiết hay không. Thì ngày hôm nay là chúng tôi muốn các khách mời là bàn kỹ cùng với chúng tôi về câu chuyện về vốn. Thì chúng tôi đã thấy là sự đồng nhất của ba khách mời là cái con số này cũng không phải là một con số quá lớn. Và trong cái bối cảnh kinh tế hiện nay thì là chúng ta vẫn có thể làm huy động được vốn. Thì tôi xin nêu ra ba cái phương án huy động vốn cho giai đoạn 1 mà tư vấn đề xuất để các khách mời cùng trao đổi xem những phương án như vậy thì chúng ta thấy phương án nào là hợp lý hơn và chúng ta nên làm như thế nào. Thì phương án thứ nhất là dùng nguồn vốn tiết kiệm ngân sách cho đầu tư tương đương với 0,7% GDP một năm, thì bằng với cả 24,7 tỷ đô la Mỹ. Phương án thứ hai là nguồn vốn tiết kiệm ngân sách tương đương với 0,3% GDP là 10,7 tỷ đô la Mỹ và vay ODA là khoảng 14 tỷ đô la Mỹ từ năm 2025 đến năm 2030. Và phương án thứ ba được đưa ra đó là dùng nguồn vốn tiết kiệm ngân sách 0,3% GDP một năm thì cũng tương ứng với cả giống như phương án 2 là 10,7 tỷ đô la Mỹ, còn vay ODA là 13 tỷ đô la Mỹ và kêu gọi vốn tư nhân là 1 tỷ đô la Mỹ. Tức là bên tư vấn có đưa ra ba phương án như vậy, thì với cái phương án huy động vốn như vậy thì các khách mời đánh giá như thế nào? Chúng ta có thể góp ý gì cho những cái đề xuất như này thì ông Giám đầu tiên ạ. Vâng, cảm ơn chị Chi. Thì tôi thấy là thứ nhất ấy là trước hết là vốn mà để mồi là phải từ cơ quan chính phủ của bất cứ dự án chiến lược lớn nào là như thế. Trong ba cái phương án đó thì tôi thấy là phương án 3 có tính khả thi cao nhất. Cái thứ nhất là nó có thể cần một khoản tiền vốn mồi ban đầu có thể lớn hơn cái tính toán đó. Nhưng những năm sau thì nó lại có thể là như thế hoặc là nhỏ hơn cái dự kiến về những con số ảnh hưởng đến GDP mà được nêu trong cái phương án 3. Với lý do là cái thứ nhất là những các nước, nhất là những nước mà có công nghệ và quan tâm đến quá trình phát triển của chúng ta, mà nói thực là cũng tìm kiếm chỗ đầu tư để có một cái vị trí vững chắc trong mối quan hệ song phương về mặt công nghiệp, về mặt công nghệ, về mặt quan hệ kinh tế giữa hai nước. Tôi cho rằng họ có thể đáp ứng cái nhu cầu về vốn ODA mà chúng ta dự kiến, cũng như là các tổ chức quốc tế nhìn thấy cái sự tăng trưởng vững chắc của chúng ta, cái kinh tế vĩ mô ổn định của chúng ta, thì khả năng vay vốn ODA cũng lớn hơn. Nhưng đặc biệt cái cấu thành thứ ba mà tôi vừa mới nghe nói đến 1 tỷ đô la Mỹ thì theo tôi là với giai đoạn 1 mà tư nhân đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ là tương đối thấp, thậm chí là quá thấp so với cái năng lực và cái yêu cầu phát triển của tư nhân. Đặc biệt trong cái ý kiến mà tôi cũng muốn liên kết vào đây là chúng ta chưa tính toán theo tôi là đủ đến các cái đầu mối, nhu cầu đầu mùa tổ chức mà các cái tiện ích và các cái khu phân phối ở các đầu mối nó đòi hỏi vốn đầu tư cao hơn nhiều. Nhưng chính là vì thế mà khu vực tư nhân có thể tham gia vào khâu khai thác, thành lập các trung tâm logistics, kéo nối các cái đường sắt đó vào trong các cái khu cảng, các cái khu trung tâm kho tàng, tiến hành phân phối các cái hàng hóa mà nâng cao cái tỷ trọng của hàng hóa vận chuyển trên tuyến đường này, làm cho khu vực tư nhân có thể đầu tư ở mức cao hơn. Và đặc biệt thậm chí bây giờ tôi cũng biết là có một số tổ chức của Hoa Kỳ cũng có liên hệ với cá nhân tôi và họ muốn rằng là có những dự án đầu tư về hạ tầng cơ sở, về logistics như vậy mà có tư nhân Việt Nam tham gia thì họ cũng sẵn sàng là đầu tư. Họ cũng nói rằng là riêng một tổ chức nói với tôi là quy mô đầu tư tôi lên đến 1 tỷ. Thế họ nhìn trong cái tầm vài năm thôi thì một cái trung tâm logistics họ cũng thể thấy rằng là trong 5-3 năm cái nhu cầu đầu tư lên 1 tỷ thì mới phát triển được thành cái tính hiệu quả và đảm bảo cái yêu cầu về mặt quản lý cho nó có cái tính tiện ích và cái sức cạnh tranh của nó. Tôi cho rằng phương án 3 là phương án hữu hiệu với một số sửa đổi. Vâng. Sửa đổi là tăng cái phần kêu gọi vốn tư nhân lên, không chỉ tăng có 1 tỷ đô la Mỹ. Tư nhân lên, rồi là điều chỉnh cái yêu cầu về vận hành, rồi là coi như nâng cao cái tính kết nối và cái vai trò của các cái trung tâm kết nối, các cái hub ấy, trong cái hệ thống. Thì tính cái hiệu quả kinh tế và mặt quản trị nó cao hơn rất nhiều. Vâng. Đúng, tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Giám. Tức là phương án 3 là có khả dĩ hơn, có ưu việt hơn. Và đặc biệt là cái huy động vốn của trong dân, người dân 1 tỷ đúng không, quá thấp quá, nó trong tư nhân, khu tư nhân có 1 tỷ ở cái giai đoạn thì đúng là quá thấp rồi. Mà thực tế hiện nay cái nguồn lực trong tư nhân là cũng lớn, cái tiềm năng rất lớn, mà rất nhiều người đánh giá chuyên gia là trong cái nguồn tiềm ẩn trong cái khu tư nhân là rất là lớn. Tôi nghĩ là mình phải có một cái cơ chế chính sách như thế nào đấy để động viên thu hút được cái nguồn vốn tham gia quá trình xây dựng dự án này. Vì thực tế là như ông Giám vừa nói, anh ấy vừa nói thì là nó có liên quan đến các chuyện mà có thể cái khu vực tư nhân tham gia vào được trong quá trình, nhất là các cái khu vực hoạt động liên quan các cái đầu mối, rất nhất thiết trong quá trình quy hoạch thì nó có nhiều các cái
một công việc có liên quan dự án này. Nếu như giả sử chúng ta có một cơ chế chính sách mà động viên thu hút được cái nguồn lực từ cái khu vực tư nhân thì chắc chắn là con số 1 tỷ đô là quá ít, mà tôi nghĩ là có thể còn cao hơn nhiều, thậm chí là có khi phải cỡ đến 30% phục vụ được cho cái dự án này, nếu mà biết cách huy động. Có thể là tổ chức mua huy động với hình thức như là trái phiếu chính phủ khác để đầu tư trong khu vực tư nhân để phát triển thì có thể là hút được cái nguồn vốn rất tốt. Quan trọng nhất là cái cơ chế chính sách như thế nào để hút được cái nguồn vốn trong tư nhân. Tức là ông khoảng 25-30% có nghĩa là 12-15 tỷ đô. Đấy, có thể thu hút được nguồn vốn tư nhân. Tư nhân có thể thu hút được vì trong cái nguồn lực của tư nhân là tôi nghĩ là rất là lớn. Các chuyên gia nói là hiện nay cái nguồn lực trong cái khu vực tư nhân của Việt Nam là lớn, chỉ có cách là mình có biết khai thác hay không. Và rất nhiều các cái quan chức, các chuyên gia kinh tế cũng nói là cái khu vực tư nhân là cái nguồn lực tiềm ẩn rất nhiều mà chúng ta có thể khai thác là cái dự trữ cái nguồn lực về vốn trong khu vực tư nhân rất lớn. Vâng, tôi cũng đồng ý phương án 3. Và tôi xin nói sâu hơn một cái tư duy về cái quản trị thu hút vốn. Tức là tôi thì chuyên đứng đầu một cái trường phái về gọi là tinh gọn Made in Việt Nam. Tức là trước hết là chúng ta phải tinh hoa, sau đó chúng ta phải gọn gàng và chúng ta phải Made in Việt Nam là phù hợp với thực tiễn của đất nước. Thế thì thực tiễn của đất nước là chúng ta, trước hết là chúng ta phải nhìn cái chuỗi giá trị của cái đường sắt này và chia cái chuỗi giá trị đấy ra thành các khúc mà đưa ra những cái giải pháp mà tư nhân có thể tham gia được, tức là nhà nước và nhân dân cùng làm đấy. Thì trong cái chuỗi giá trị của đường sắt nó rất nhiều việc liên quan đến công nghệ, liên quan đến outsourcing, liên quan đến công nghiệp hỗ trợ cho ngành đường sắt, liên quan đến dịch vụ sửa chữa, liên quan đến các nhà máy xí nghiệp phục vụ cho nó, thậm chí cả cơm hộp, rồi sau đó đến các ga đầu mối. Trong các ga đầu mối thì có rất nhiều các cái cách để khai thác, và chúng ta nếu mà chỉ nghiên cứu về giải pháp khoa học kỹ thuật để đầu tư cho nó mà chúng ta không nghiên cứu về cái cách mà chúng ta kêu gọi tư nhân vào thì cũng là một sự khiếm khuyết. Và chúng ta phải tạo ra một cái dự án mà phân khúc ra, và trong đấy khúc nào mà nó là mồi của nhà nước và khúc nào nó là có thể tư nhân họ nhìn thấy cái bài toán và họ sẵn sàng bỏ tiền ra để cùng kinh doanh. Và chúng ta nói những câu chuyện, và cái đấy thì bài học ở thế giới rất nhiều, đúng không? Các anh đều biết, đúng không? Và khi tư nhân mà họ nhìn thấy được cái lợi cũng như là cái hiệu quả, chắc chắn họ bỏ tiền vào. Và có một cái nữa là cái tâm thế của đất nước, đó là người Việt Nam nói gì nói đất nước mình phát triển là rất vui, vừa kinh doanh có tiền vừa lại vừa thấy đất nước có cái một cái đoàn tàu như thế. Mà trong cái việc mà những doanh nhân mà họ có tiền đến tuổi cũng là doanh nhân F1 này, doanh nhân F2 nào cũng muốn làm những cái việc ấy chứ không phải là không. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ nói này nói kia, mua chứng phiếu đi, mua trái phiếu đi thì nói kia rất khó. Tôi nghĩ là trong cái nghiên cứu này cần phải đưa ra cái bài toán cho các cái khu vực tư nhân có thể tham gia vào trong chuỗi giá trị của nó. Và như vậy chúng ta cộng vào thì tôi có nghĩ rằng nếu mà làm tốt và khoa học bài bản, tham khảo rất nhiều các cái câu chuyện kinh doanh của thế giới thì tôi nghĩ rằng là có thể du hiệu một lửa số vốn đấy. Sẽ còn cao hơn con số mà ông. Nếu mà chúng ta biết cách, tại vì bây giờ kinh doanh cái gì bây giờ, đúng không? Bây giờ chúng ta có rất nhiều cái hình thức kinh doanh, mới đi dọc tuyến đường sắt mà kinh doanh là rất tốt. Thì rồi là không chưa nói đến nông nghiệp, chưa đến nông nghiệp Việt Nam càng ngày càng phát triển, vận tải hàng hóa nông nghiệp giữa các vùng, chưa nói giãn ra là mọi người có thể sống ở cách Hà Nội khoảng 200 cây, sáng ăn cơm Hà Nội, chiều về nhà, rồi các cái business, rồi là kinh tế vùng, liên vùng phát triển. Thì những cái thứ đấy và các cái công ty họ bắt đầu hiểu ra là chúng ta khai thác thế mạnh của đường sắt để làm cái việc này, vì có đường sắt chúng ta mới làm được việc đấy. Thì tôi có nghĩ là nếu mà làm biết cách làm thì có thể huy động được vốn trong dân của các nhà đầu tư mà họ nhìn thấy họ có ích ở đấy ấy. Kinh doanh là phải có lãi. Nếu chúng ta không đưa ra dự án mà nhà đầu tư không nhìn thấy có lãi thì họ sẽ không đầu tư, nhưng mà đưa được ra và lấy cái trí tuệ của họ luôn. Vậy các anh muốn gì? Cùng bàn, đúng không ạ? Cùng làm, cùng thiết kế, đúng không ạ? Để vì cái đất nước mình phát triển thì tôi nghĩ là chắc chắn là lấy được một lửa vốn. Chứ tức là một lửa cái số tiền 58 đấy, hoặc là thế nào đấy. Tôi thấy thế này, hoàn toàn đồng ý với cái hai ý kiến của anh là cái tỷ lệ huy động vốn từ khu tư nhân có thể cao hơn rất nhiều.
Và muốn làm như vậy thì phải để khu vực tư nhân, và không chỉ giới hạn vào chuyện tư nhân trong nước. Đúng rồi. Mà kể cả tư vấn tư nhân ở nước ngoài, thì nước ngoài nó đại diện cho thứ nhất là nguồn vốn, và cái đặc biệt nhất là nguồn trí tuệ và năng lực quản lý. Trong cái việc quản lý đường sắt này thì nó có hai yếu tố. Một là quản lý hạ tầng cứng, là anh xây dựng và quy hoạch khai thác hạ tầng cứng như thế nào để thu hồi được vốn về. Và cái thứ hai là khả năng là quản lý cái việc vận hành và khai thác, từ anh tôi sử dụng hạ tầng cứng và tôi đưa vào khai thác và tôi giả cái tiền mà anh quản lý hạ tầng cứng, anh khoán cho tôi là anh nếu anh khai thác theo cách này thì tôi trả mức tiền này, anh khai thác theo cách kia thì anh sẽ có một cái hệ số giảm đi, và càng hiệu quả càng cao thì anh càng được giảm cái khoản chi phí vân vân. Và kể cả còn nhiều công ty khai thác những yếu tố như là tín hiệu, như là phụ trợ vân vân, nhiều thứ, rồi là đóng toa xe đầu tàu vân vân. Cho nên rằng là ngay từ đầu phải đặt vấn đề là gì, cần có tư vấn quản lý và cần có tư nhân tham gia vào quá trình quản lý, và họ phải trực tiếp tham gia, quyền lợi họ nằm trong đấy, thì họ đóng góp những cái kinh nghiệm về mặt quản lý để có thể khai thác tốt. Chứ nếu mà nói thực là chỉ để thuần 100% một doanh nghiệp vốn nhà nước quản lý hạ tầng cứng, tôi cho rằng chúng ta sẽ lúng túng trong 5-7 năm đầu, và nếu như quá lúng túng trong 5-3 năm đầu, 5-7 năm đầu, chúng ta có thể thất bại, bởi vì chúng ta lo cái chuyện lỗ. Thế nhưng là cái bài toán về mặt tư vấn quản lý và tổ chức quản lý có sự tham gia của tư nhân là một trong những tôi quyết định, và nó có thể hoàn toàn có thể đem lại cái vốn huy động từ nguồn tư nhân lên đến 50% của tổng số vốn cần thiết, không phải là quá khó. Vâng, nhưng cụ thể theo liên danh tư vấn thì là các hạng mục như là nhà ga này, đầu máy, toa xe thì sẽ dùng nguồn vốn xã hội hóa, còn vốn cho kết cấu hạ tầng sẽ do nhà nước cấp phát ạ. Thì đây là một cái phần phân tích của họ trong cái báo cáo giữa kỳ này đó. Đấy, ý kiến chúng tôi là vốn hạ tầng ban đầu nhà nước mồi, nhưng trong 1, 2 hoặc 3 năm đầu là khởi động. Thế còn tôi nói thực là theo kinh nghiệm của châu chẳng hạn như là ở Pháp, người ta tổ chức hệ thống khai thác đường cao tốc rất là tốt. Thế nhưng đến hiện nay mà nói, dân Pháp thậm chí là có một số trường hợp biểu tình, tại vì Pháp cũng phải mở cho nước ngoài tham gia vào quản lý và nắm giữ một phần, đến gần một nửa cái số vốn của công ty đường sắt nhà nước. Bởi vì bản thân người Pháp quản lý thậm chí nó thực vậy kém hơn người Đức. Tính công nghiệp và tính chặt chẽ trong khai thác là yếu kém hơn, hay thậm chí có thể là yếu kém hơn mấy cái công ty khai thác về tàu điện ngầm ở thành phố London, là bài toán rất điển hình trong hoạt động kinh tế. Thế cho nên là một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ có cái việc là nếu như những cái nước mà nghiêm túc, ví dụ mà nó không ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị quốc gia của chúng ta, họ tham gia vào phần vốn mà chúng ta chọn lựa, cộng với lại là nhà nước nắm một phần vốn, đồng thời là từng cá nhân cổ đông ở công chúng nắm một phần vốn với một tỷ lệ hợp lý, thì chúng ta khai thác kiến thức của những cái nhà kinh doanh mà đã thực hiện những nhiệm vụ đó thành công. Cho nên rằng là tôi không cho rằng là chỉ hạ tầng là hoàn toàn nhà nước, mà có thể ban đầu 1-2 năm đầu để mồi thôi, còn sau đó là cái tiến trình khai thác dựa vào cái nguồn lực về vốn, về đặc biệt về trí tuệ và về năng lực quản lý của các công ty xuyên quốc gia, các công ty ở nước ngoài, họ có nhiều năng lực rồi, huy động, họ biết cách huy động vốn của chính những người dân Việt Nam đóng vào trong quá trình đó, thì đấy là một trong những yếu tố căn bản. Và những vấn đề về nhà ga, về toa tàu theo tôi vẫn là tương đối hạn hẹp so với những cách nhìn về mặt thương mại và kinh tế của chúng tôi. Khai thác các trung tâm đầu mối logistics, tính kết nối với các cái đường sắt ở đô thị, rồi làm việc là cân bằng vào trong thời kỳ giữa vận tải hàng hóa và vận tải hành khách, đều là những nhân tố mà phải tính toán kỹ, mà hiện nay chúng ta có vẻ hơi thiên về là vận tải hành khách thôi. Hay tôi nói ví dụ, nếu hơi rộng thêm một tí một lĩnh vực để nói, là đến hôm nay tôi vẫn nhìn thấy ở các nước như Đức, Hà Lan, Pháp, Ý, các đoàn tàu chở hàng hóa chạy trên cái khổ đường y như chúng ta muốn xây dựng, người ta chỉ chạy với tốc độ trong khoảng từ 120 đến 150 cây số giờ, chạy rất nhiều về ban đêm và chạy dầm, thì quy hoạch cái hệ thống đường đó, sử dụng cái tần số khai thác như thế nào và các chương trình điện tử hóa như thế nào để có thể kiểm soát được tính an toàn và tính hiệu quả của cái vận tải đường bộ với các anh chạy 130 số giờ trung bình, 160 cây số giờ trung bình, cho đến về sau này chúng ta mong muốn những đường cả tuyến đường chở hành khách đến 350 cây số giờ, thì rõ ràng nơi quản lý là rất là quyết định trong cái việc hiệu quả khai thác và hiệu quả của vốn đầu tư. Vâng ạ. Ông còn có bổ sung gì không ạ? Không, rất ý kiến của ông Giản, tại vì nếu chúng ta không có những cái nhìn nhận cách nó chủ động trong dự án này về vấn đề tính toán, vấn đề các cái giải pháp về quy hoạch, về vốn đầu tư, với tất cả những cái ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị lúng túng trong những cái việc mà thực hiện cái dự án này và cái hiệu quả kinh tế của dự án này. Đúng. Chính vì thế cho nên là chúng ta nên phát huy cái nguồn lực không phải chỉ ở cái huy động nguồn vốn, mà phát huy cả cái nguồn lực từ trí tuệ đấy, của các cái tập đoàn, của khu vực tư nhân để tập trung vào giải quyết những vấn đề này thì nó sẽ rất tốt. Và đặc biệt cái ý mà liên quan chuyện là chúng ta chỉ nghiên cứu mỗi cái tuyến dọc Bắc Nam từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, mà lại không có cái nghiên cứu các cái đối ngang mà đảm bảo nó phủ kín các cái hành lang kinh tế
quan trọng các cái điểm mà kinh tế tương đối dọc hành lang ven biển hoặc là các cái vùng đồng bằng, các cái vùng kinh tế động lực của chúng ta như Bắc Bộ hay là đồng bằng sông Cửu Long hay khu vực miền Trung hạn thế, thì chắc chắn là nó chưa hết cái tính hiệu quả của một cái dự án khi mà kéo dài đến trên 1.500 cây số mà trong khi đó cái đường ngang nó không có. Trong khi đó chúng ta đang phát triển những cái cực kinh tế, ví dụ như là Quảng Ninh là Vân Đồn, khu đặc khu kinh tế chẳng hạn vân vân, hoặc là khu các cái khu mà nó tạo ra những cái về kinh tế du lịch như là ở khu vực Sapa chẳng hạn vân vân thế. Hoặc là phía trong kia thì rất nhiều các cái đó, tôi nghĩ là chắc chắn là trong dự án cũng phải phát triển những cái kết nối đó về đảm bảo tất cả tăng khai thác có hiệu quả cái nguồn vốn đầu tư vào cái trục chính này, thì cái đấy là trong tương lai chắc chắn cũng phải tính toán đến, và có thể trong cái giai đoạn này cái dự án cũng phải đồng ghép luôn tất cả những tư tưởng đó vào để nó có mang lại tính hiệu quả kinh tế xã hội, mang tính tổng thể hơn cho một cái quốc gia mà đang hội nhập hiện nay. Như vậy là khi bàn về cái phương án huy động vốn cho giai đoạn 1 và 3, khách mời đều đồng ý là chúng ta nên làm theo phương án 3 đúng không ạ? Có sự tham gia của tư nhân, tuy nhiên tư nhân không chỉ có tư nhân trong nước mà cả tư nhân nước ngoài đúng không ạ? Vâng ạ, và con số thì phải lớn hơn so với con số đề xuất là chỉ có 1 tỷ ạ? 1 tỷ thì đúng là ít quá. Vâng, về vấn đề vốn, các khách mời còn có những ý kiến gì muốn đóng góp bổ sung cho câu chuyện về vốn cũng như là phân kỳ đầu tư mà? Vâng, tôi xin một ý. Vâng. Tôi nghĩ là khi mà đưa ra một cái dự án mà nói là đầu tư bao nhiêu và cái lợi ích mang lại thì tự nhiên người ta sẽ thấy nhỏ đi. Còn nếu chúng ta chỉ nói là chỉ có đầu tư xây dựng như thế thôi thì người ta sẽ nhìn thấy rất lớn, tại vì người ta không nhìn thấy gì, có một cái đường chạy không như thế. Thế nên là nếu mà các cơ quan tư vấn phải đưa ra một cái bài toán tổng thể và thiệt hơn được mất và nhìn được, tại vì nhà đầu tư họ rất thông minh, là họ nhìn là 5 năm, 10 năm và họ biết cách đầu tư. Thì tôi nghĩ là cũng phải bổ sung thêm một cái ý là không nói riêng về vốn mà phải nói riêng cái cách hiệu quả của cái việc đấy. Và nhìn tổng thể và đưa tri thức của cả xã hội vào đó, đặc biệt là các khu vực đầu tư, các nhà đầu tư. Thực ra thì trong cái báo cáo giữa kỳ này thì cũng có tương đối đầy đủ những cái thông số như vậy. Nhưng mà tất nhiên là những người tiếp cận được thì cũng không phải nhiều. Đấy là lý do tại sao chúng tôi tổ chức cái chương trình đối thoại bàn rất kỹ về cái sự cấp thiết của dự án. Thế còn về vốn thì ông Sáng có bổ sung gì thêm nữa không ạ? Tôi cho rằng là chính với cái việc ý của ba chúng ta có thống nhất ấy, là quản lý rồi là vốn nước ngoài, trí tuệ nước ngoài và tính kết nối với các cái tam giác kinh tế, các cái trung tâm kinh tế kết nối với được với hệ thống đường sắt đô thị và hệ thống giao thông đô thị, nó sẽ quyết định cái việc là nhu cầu về vốn. Thế do vậy nếu như có những nhà đầu tư nước ngoài mà họ và những nhà đầu tư trong nước hoặc là tư nhân họ tham gia vào quá trình quản lý này thì có thể họ không đòi hỏi phải tăng vốn trong cái việc đầu tư của nhà nước, nhưng mà chính cái việc là kết nối đó đem lại lợi ích kinh tế, cho nên người ta sẽ lại bỏ chính cái vốn của các cái quá trình tham gia đó vào việc nghiên cứu các những cái mạng lưới kết nối và khai thác cái mạng lưới đó, tạo ra cái sức hút của dự án, tạo ra nguồn thu cho dự án. Một mặt nó tạo ra yêu cầu về vốn bổ sung, nhưng lại nó lại đem ra cái hệ số về mặt là hiệu quả nguồn thu nó cao hơn lên, đem lại cho toàn bộ cái quá trình này là vốn có thể tăng nhưng mà cái nguồn thu nó còn tăng tỷ lệ cao hơn và bền vững hơn. Thì là cái nhân tố theo tôi đánh giá mà cảm nhận nó sẽ phát sinh trong quá trình phát triển đường sắt đô thị này. Đúng rồi, chính xác. Bởi vì giả sử mình có kết nối ví dụ hành lang Đông Tây đúng không anh? Thì chắc chắn là nay mai hiệu quả kinh tế của tuyến này sẽ tăng rất nhiều. Cái hành lang kinh tế Đông Tây của mình là từ Mã sang tận Myanmar đúng không? Vâng. Kết nối về cái Đà Nẵng, mà trong khi đó đường bộ cũng chưa xong, giờ có thêm nay mai có kết nối về cái đường cao tốc với các cái khu vực đó, các nước lân cận, thì chắc chắn là hiệu quả cái tuyến này sẽ nâng lên rất là nhiều. Và vì thế cho nên là tính bằng hiệu quả đầu tư cái lãi sau này là chắc chắn là mình không có quan ngại lắm về chuyện là lỗ. Vâng. Nói thêm một chút về cái vốn này, về vấn đề vốn ạ. Thì theo đề xuất của liên danh tư vấn là các đoạn ưu tiên triển khai trước là Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh rồi, với tổng vốn là 24,6 tỷ đô la Mỹ và phân kỳ trong 10 năm từ năm 2020 đến năm 2030 ạ. Thì là các khách mời có ý kiến gì về chuyện này không ạ? Ông Giám ý kiến gì không ạ? Theo tôi thì trước hết mà nói là như chúng ta vừa phân tích ý, trong vòng 10 năm và với GDP của chúng ta năm nay mà có khoảng 230 tỷ đô la Mỹ, và theo tôi đánh giá là đến năm 2030 tức là 12 năm sau thì GDP Việt Nam đến năm đó là tăng bằng hơn 3 lần cái GDP ngày hôm nay. Cho nên là lúc đó chúng ta có GDP đâu đó vào khoảng chừng 600-700 tỷ đô la Mỹ. Mà chúng ta đầu tư mỗi một năm bình quân khoảng độ vài tỷ. Thì cái tác động của nó lên cái khả năng là tiết kiệm từ ngân sách để đầu tư là lớn. Và cái thứ hai mà nếu mà chúng ta khai thác được khu vực kinh tế tư nhân tham gia tích cực vào lĩnh vực này thì tôi cho rằng là cái thách thức về vốn là nhỏ. Nhưng tôi đánh giá rằng nhu cầu vốn sẽ cao hơn. Bởi vì là lúc đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều tuyến đường sắt đô thị đã hoạt động ổn định rồi,
và các cái hệ thống giao thông đô thị nó cũng thành mạng lưới rồi. Khu vực những cái trung tâm kinh tế như Đà Nẵng, như là Nha Trang, Bình Định nó cũng hình thành ở một cái đặc điểm nhu cầu kinh tế rất khác so với hiện nay. Cho nên nhưng tôi lại cho rằng là cái điểm yếu của dự án chính là mới phân tích mũi Hà Nội Vinh. Trong khi đó cái việc là Hà Nội đến Hải Phòng, Hà Nội đến Quảng Ninh hay thậm chí là đi lên Lào Cai nó sẽ xuất hiện rất sớm để chúng ta phải điều chỉnh cái chương trình này. Và theo tôi được biết thì hiện nay là đã có nghiên cứu và đầu tư tương đối độc lập là Hà Nội Hải Phòng với tuyến đường sắt 1m435 chứ không phải chỉ riêng tuyến đường sắt này. Thế như vậy thì những cái dự án bổ sung đó nó sẽ tác động là làm cho cái hiệu quả đầu tư vốn vào trong cái lĩnh vực này nó tốt hơn lên, và tôi cho nhu cầu vốn có thể cao hơn lên, nhưng khả năng đáp ứng về vốn chúng ta còn có thể phát triển cao hơn là cái sự tăng trưởng về nhu cầu về vốn cho đầu tư ở cái lĩnh vực này. Tuy nhiên các số trước tôi thấy các khách mời đều thấy hai cái đoạn tuyến là Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh là rất hợp lý trong cái giai đoạn hiện nay. Rất hợp lý đa trong phần toàn mọi tuyến. Người đều vâng đều rất hợp lý đều trong khá toàn tuyến ủng nhưng hộ. Tôi cho rằng là cái tuyến đó nó vẫn thiếu điểm yếu tố bổ sung, đó là cái tác động của tam giác kinh tế mà chỉ lấy mũi Hà Nội đến Vinh. Còn những yếu tố khác trong tam giác kinh tế của Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh thì Thành phố Hồ Chí Minh tỏa đi các chỗ khác nữa, nó là cái đầu nhồi khách hàng rồi là hàng hóa rồi là dịch vụ để nó cho cái tuyến hoạt động tốt. Nhưng chúng ta không chú ý đến những nhân tố đó, đó như là cái rễ của cái cây. Nhưng ở đây đang giai đoạn là chúng ta lựa chọn ưu tiên trước. Tôi hoàn toàn đồng ý là coi như là phải nên ưu tiên như thế. Vâng. Nhưng những tôi đánh giá rằng về mặt kinh tế, về mặt thương mại, những yếu tố đó sẽ xuất hiện, sẽ tác động vào việc tính toán của chúng ta, tác động tích cực hơn là tác động tiêu cực. Nên là tốt hơn cho cái quá trình đầu tư. Và tôi ủng hộ cái phương án đó. Vâng. Các khách mời còn lại có ý kiến gì không? Tôi thì tôi nghiên cứu dự án này, tôi thấy là việc mà trước mắt một chọn hai cái phân đoạn đó, Hà Nội Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang là rất phù hợp với trong cái giai đoạn phát triển chúng ta, với cái cân đối về cái nguồn vốn đầu tư và cái cách huy động vốn, thì tôi thấy là rất tốt, là rất là ủng hộ cái này. Nhưng quan trọng đúng là nếu có yếu tố bổ sung vào thì cái hiệu quả kinh tế sẽ tốt hơn, bởi vì từ hai cái khu vực tăng trưởng rất mạnh này mà chúng ta chỉ dừng ở đấy thôi thì rõ ràng cái hiệu quả nó thấp đi. Nếu chúng ta bổ sung thêm những cái nhánh để phát triển ra thì rõ ràng là cái hiệu quả tốt. Còn cái dự án của cái tuyến đường toàn tuyến này mà chọn hai khúc đấy là tôi thấy là rất hợp lý, rất phù hợp, bởi vì cái đấy nó sẽ tạo ra, thứ nhất là mình có thể tạo ra để cạnh tranh với các loại phương tiện khác như là về đường bộ, đường thủy hay đường hàng không. Bởi vì mỗi một cái cự ly mà cỡ khoảng vài trăm cây số như thế thì cái đường sắt cao tốc bao giờ cũng hiệu quả hơn so với các loại khác. Theo phân tích các chuyên gia thì tôi thấy là nó rất phù hợp. Vâng. Nhưng mà nếu như giả sử mà chúng ta mà có kết nối thêm các thứ khác thì rõ ràng nó càng hiệu quả hơn. Và cái vốn mà chừng đấy thì tôi nghĩ là nếu mà chúng ta có những cái phụ thêm thì chắc nó cũng sẽ tăng lên. Mà thứ hai đó là cái giai đoạn đầu báo cáo với các vị là đôi khi chúng ta cũng vẫn bị lúng túng về rất nhiều vấn đề liên quan đến triển khai dự án. Nó liên quan rất nhiều các yếu tố về kinh tế xã hội, vấn đề giải phóng đền bù, vấn đề nội khác, thì yếu tố phát sinh ấy, nó cũng sẽ lên cao. Mà chắc chắn con số là 24 tỷ đô thì có thể không phải dừng lại, nó có thể cao hơn. Nhưng cái đấy là thực tế thì nó sẽ phải giải quyết những cái việc mà liên quan, mà thực tế hiện nay các dự án chúng ta đều thường thế. Vì cái giai đoạn thực hiện dự án mới lại cái lúc mà mình làm cái gọi là cái khái toán hay cái dự toán về một cái dự án thì so với trang thực tế phát triển thì thực hiện dự án thì bao giờ nó cũng có sự khác biệt. Bao giờ cũng thế. Và một số khán giả còn cho là đây là một lựa chọn thông minh bởi vì khúc miền không, Trung. Cái đấy là chính xác. Khúc miền Trung mà làm nó cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cái đấy là lựa chọn rất là tốt, bởi vì là mình kết nối thế rồi xong mình kết nối giữa hai cái này với nhau thì nó thành toàn tuyến rất là tốt. Thì cái đây là lựa chọn rất tốt, nhiều chuyên gia đã phân tích cái này rồi. Vâng. Tôi nghĩ là cái tuyến đoạn chọn cho giai đoạn đầu của hai khúc phía Bắc và phía Nam như vậy là rất hợp lý. Vâng. Tôi cũng đồng ý ý kiến của anh Quảng. Tuy nhiên nếu mà cứ ra bản thì ạ, nếu mà đã là Hà Nội Vinh thì nối dài xuống vào tận Quảng Bình, Hà Nội Quảng Bình chắc là các mọi người sẽ nói thôi, bây giờ cứ Vinh thì mọi người nói thế để tính thôi, xong rồi tỷ lệ thuận vào Quảng Bình thôi, có gì đâu. Thêm một đoạn nữa vì cái du lịch Quảng Bình và Vinh Quảng Bình cũng như Hà Nội Quảng Bình đi qua Vinh thì có lẽ là bây giờ tính tiếp đến Đà Nẵng thì trước hết là mọi người ta sẽ có cái cảm hứng. Mà nếu mà tư nhân họ đầu tư và họ tham gia thì mình cứ để mở hết. Mình cứ để mở hết, nhưng phải có một cái đoạn để tính toán là như thế. Xong rồi tỷ lệ thuận nó đi, đúng không? Tỷ lệ thuận nó đi thì đi đến đâu thì có khi lại đi hết, chưa biết chừng. Thì nên là tôi thì đồng ý với quan điểm. Tôi vẫn nhắc đi nhắc lại là chúng ta cần phải có một cái suy nghĩ thông minh, phát huy được toàn thể cái nội lực của toàn quốc, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. Và từ cái việc tham gia
thiết kế, tham gia đưa ý kiến cách kinh doanh, cách vận hành trong cái giai đoạn 4.0 này, chứ không thể nào nghĩ ra một cái cách chỉ là chạy chính dịch đường sắt. Thế thì tôi nghĩ là sẽ không được đâu. Quốc hội sẽ rất khó thông qua lại. vì phải nói đến ngay từ đầu về khu vực kinh tế tư nhân phải vào và tư quản trị điều hành cùng, và đặc biệt là khai thác. Thế thì chúng ta sẽ rất dễ trong cái việc nói về vốn. Mà quan trọng nhất tôi thấy là bây giờ hiện nay của mình là có môi trường đầu tư là rất cởi mở. Một cái chính phủ bây giờ lúc nào là một cái chính phủ kiến tạo, đúng không? Một cái chính phủ lúc nào cũng mang cái nguồn lực cảm hứng cho các cái khu vực phát triển kinh tế, thì cho rõ ràng chắc chắn là khu vực tư nhân họ cũng rất sẵn sàng để mà nhảy vào cuộc thôi. Rất hay vì cái môi trường hiện nay của chúng ta là rất thuận lợi, có một cái chính phủ rất là năng động như hiện nay. Có lẽ là đến số sau chúng tôi lại tiếp tục là làm thế nào để kéo được tư nhân vào với cả dự án như này, bàn một cách chi tiết cụ thể những cái vấn đề được đưa ra trong cái báo cáo giữa kỳ này liên quan đến tư nhân như thế nào. Và trước khi mà kết thúc chương trình thì tôi rất là mong khách mời có thể có một cái thông điệp, một cái nhắn nhủ gì đó đối với cả dự án này cũng như đối với vấn đề mà chúng ta bàn luận ngày hôm nay để trước khi chúng tôi kết thúc ạ. Thì tôi nghĩ là có rất nhiều trăn trở, chắc tất cả các khách mời đều rất là quan tâm. Thì ông giáo ông có một cái thông điệp gì trước khi kết thúc chương trình không ạ? Trước là tôi thấy là đã rất cấp bách và chín muồi để đặt vấn đề xây dựng cái tuyến đường này với cái việc bắt đầu bằng hai cái đoạn khoảng chừng độ 300-400 cây số ở hai đầu, và cái nhu cầu về vốn thì về cơ bản nó là như thế, và theo tôi đánh giá thì có thể tăng lên, nhưng mà lại không phải là thách thức lớn như chúng ta nhìn thấy cái đây 5 năm hay nhất là cái đây 10 năm, mà những cái thách thức về quy mô vốn nó sẽ nhỏ dần. Và đồng thời cái thứ hai là trong quá trình làm việc đó, chúng tôi cho rằng chúng ta làm tốt 30 năm vừa kỷ niệm 30 năm về đầu tư FDI, và chúng ta hoàn toàn có cơ sở để lôi kéo cái khu vực nước ngoài đóng góp nguồn vốn, và đặc biệt đóng góp trí tuệ, công nghệ và quản lý để chúng ta có thể tiến hành tốt cái dự án này. Và trong quá trình đó thì FDI cũng là một bộ phận của khu vực tư nhân, và đặc biệt khu vực tư nhân Việt Nam hiện nay đang sáng tạo và rất hoan nghênh những nỗ lực của chính phủ, của quốc hội, thì rất mong muốn là khu vực tư nhân sẽ đóng góp rất là có vai trò xứng đáng ngày càng lớn hơn trong cái tiến trình này. Và tôi cho rằng ở nhiều vùng người dân cũng sẽ hoan hỉ nếu như một lúc nào đó cần có sự đóng góp của chính từng người dân vào việc là tham gia vào mua trái phiếu hay là đóng góp nguồn vốn bằng hình thức này hình thức khác, để chúng ta sớm có được một cái công cụ hữu hiệu. Và tôi cho rằng rất bức bách, bởi vì rằng đường bộ đang rất là bế tắc, và đường hàng không cũng có những hạn chế rất nhiều so với việc đường vận tải đường sắt. Trên chúng ta đứng trước một cơ hội lớn để có thể triển khai. Vâng ạ, ông Minh ạ. Vâng, hôm nay chủ đề về vốn thì tôi xin rất muốn là có hai ý mang tính thông điệp của chính mình. Thứ nhất là phải mở rộng cái suy nghĩ vốn. Trong chúng ta đang sống trong nền kinh tế tri thức, kỷ nguyên số, cái vốn trí tuệ là quan trọng nhất. Thì trong dự án này, trước khi nói về vốn tiền để đầu tư thì phải là có sự phát huy được cái vốn trí tuệ của khu vực tất cả các thành phần kinh tế, cũng như các cái trí tuệ của người Việt, cũng như là các cái doanh nhân lớn của thế giới mà có tình yêu đối với Việt Nam ấy. Thì cái vốn trí tuệ đấy phải được phát huy đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái vốn đầu tư. Thì cái vốn trí tuệ nếu chúng ta chỉ nằm hẹp trong các công ty tư vấn chưa đủ. Đấy là vốn trí tuệ của toàn dân, của những bạn bè thế giới. Thứ hai là tiền, đúng không ạ? Tiền để làm việc này. Khi vốn trí tuệ mà đã phát huy cho dự án này rồi thì rất nhiều các giải pháp hay để giải quyết ngay vấn đề vốn này là thế nào. Đấy, thì tôi nghĩ là phải nói hai cái từ vốn đấy. Một cái vốn chất xám mới là cái vốn khủng khiếp mà chúng ta cần phải khai thông. Đang lãng phí rất nhiều. Theo tôi thì hiện nay chúng ta có một chính phủ kiến tạo này, một chính phủ năng động này, một cái sự khởi sắc, cái cảm hứng của người dân này. Chúng ta phải làm con đường này, và cơ hội hiện nay chúng ta cần phải đầu tư, và chúng tôi rất hoan nghênh, rất mong muốn là cái dự án này sớm được đầu tư thực hiện. Nó cũng giống như cái huy động toàn bộ cái hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt để tạo ra cái bước đột phá. Tôi nói ví dụ như là VinFast, đúng không? Đầu tiên trong có trên 300 ngày thôi, người ta ra được hai cái sản phẩm mà lại được tặng ngay một ngôi sao của cái show diễn đấy, trình diễn đấy, thì không có lý do gì trong một cái môi trường mà chúng ta cả một cái hệ thống chính trị, một cái chính phủ đang quyết tâm như vậy mà chúng ta không tạo ra được một cái sự đột phá trong vấn đề phát triển hạ tầng cho đất nước chúng ta trong cái cơ hội hội nhập như hiện nay để hòa vào trong môi trường quốc tế. Tôi nghĩ là chúng ta phải quyết tâm
bằng cách nào đấy đẩy nhanh được cái này lên. Đây cũng là mong muốn của người dân. Vâng ạ, xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Ông Minh vừa nhắc tới vấn đề là vốn trí tuệ, thì tôi nghĩ là tất cả các chương trình đối thoại ở đây thì đều rất là giá trị khi mà đưa trí tuệ của tất cả khách mời đến với cả những người làm chính sách, đến với cả những người đang quan tâm tới dự án này. Và chúng tôi cũng đã mời rất là nhiều các khách mời ở nhiều vị trí khác nhau đến đây đóng góp ý kiến của mình cho những cái phương án được tư vấn đưa ra, để chúng ta có thể họ sẽ có những thêm những cái lựa chọn và có thêm những cái hướng mới. Thì chúng tôi nghĩ là thực sự là rất là cảm ơn tất cả các khách mời đã tâm huyết đối với chương trình của chúng tôi, những cái câu hỏi quý vị khán giả đối với cả những cái đề tài của đối thoại. Thì nhân dịp các khách mời nói về việc này thì chúng tôi một lần nữa thì cũng rất là cảm ơn các vị khách mời, và chúng tôi mong các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng với các chương trình đối thoại về cái dự án đường sắt này. Và chúng ta hy vọng là một vài năm nữa chúng ta ngồi lại đây cùng với nhau, chúng ta sẽ được chứng kiến những cái bước đi đầu tiên, những cái việc triển khai, và chúng ta sẽ sớm có một cái dự án đường sắt tốc độ cao còn sớm hơn mong đợi, không chỉ là 2030, 2050, thậm chí có thể rút ngắn rất nhiều nếu mà chúng ta có những cách làm hiệu quả. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Và quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.